Thưa thầy, còn hôm nay thì cũng theo là cũng sự phân công trong cái hội thì hôm nay em cũng xin chia sẻ với các quý thầy cũng như các anh chị đồng nghiệp. Thì hôm nay em cũng chia sẻ một chút về cái thực tế của bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Thì em cũng muốn nói lên về cái tình hình cái chấn thương cột sống cổ, đặc biệt là cột sống cổ nặng, hướng xử lý và cũng cái thời điểm can thiệp phẫu thuật. Thì cái bài này thì cũng thiên về chủ yếu là về cái xử lý nội khoa nhiều hơn là ngoại khoa. Thì cũng như chúng ta đã biết là cái tình hình cái tai nạn chấn thương cột sống nói chung thì cho đến nay tại Việt Nam chúng ta thì còn tỷ lệ cũng khá lớn, đặc biệt như ở Đà Nẵng thì một trong những cái trung tâm thu dung điều trị những bệnh nhân chấn thương cột sống nói chung á, thì thống kê hàng năm về trước đây của bệnh viện ở năm 12 thì nó ở khoảng tầm hơn 400 bệnh nhân, và năm 2015 thì số lượng nó tăng lên chút. Thì so với cái tỷ lệ trung bình của cả nước thì con số của bệnh viện Đà Nẵng cũng khá là lớn, so với bằng dung. Còn tuy nhiên là so với những trung tâm khác của những nước ngoài ở trên thật là trên thế giới thì cái tỷ lệ cái thương tật chấn thương cột sống nói chung của Việt Nam, đặc biệt ở Đà Nẵng, thì rất là cao. Và cái nguyên nhân người ta thống kê thì nhiều nhất là nguyên nhân là do tai nạn giao thông cũng như là tai nạn tái cao. Và cái đây là một trong những cái chấn thương mà hôm nay em cũng chia sẻ về cái chấn thương cột sống cũng như chấn thương xương tủy cổ nặng, tức là những trường hợp bệnh nhân có dấu hiệu nó liệt hoàn toàn tứ chi. Thì tuy nhiên đối với những trường hợp bệnh nhân mà liệt chấn thương mà nặng mà để lại cái gai trong tình trạng mà liệt tứ chi thì nó đang một tình trạng để lại nhiều di chứng rất là nặng nề. Điều đó nó ảnh hưởng tới cái đời sống sinh hoạt của người bệnh cũng như là gánh nặng lớn rất cho gia đình và xã hội nói chung. Và những trường hợp này thì nó sẽ gây ra những cái di chứng cũng như biến chứng rất rất là nặng nề, ví dụ như bệnh nhân sẽ để lại tình trạng liệt tứ chi suốt đời, đặc biệt là liệt cái cơ hô hấp và những cái biến chứng trong sau tháng tư tới rồi rối loạn vận động, rối loạn cơ vặn, và sau đó có những biến chứng lâu dài như loét tiểu đề, viêm phổi, và đặc biệt là có những cái biến chứng huyết khối tĩnh mạch. Và cái biến chứng đáng sợ, cái hậu quả đáng sợ nhất là cái tỷ lệ tử vong vẫn còn rất cao so với đối với những trường hợp của nhóm bệnh nhân chấn thương cột sống cổ nặng có liệt tứ chi. Về mặt lâm sàng thì chấn thương đối với những trường hợp chấn thương cổ thì cái lâm sàng nó tương đối rõ, đó là có tình trạng đau vùng cột sống cổ và nó rối loạn vận động cũng như là cảm giác và rối loạn cơ đầu. Và đặc biệt những trường hợp bệnh nhân chấn thương cột sống cổ nặng thì nó hay gặp trong vào bệnh viện chúng ta trong tình cảnh là bệnh nhân có dấu hiệu nó siêu hấp, có cái tình trạng choáng thần kinh, choáng tủy và đặc biệt là cái phân ly hình tủy và tủy cổ. Đặc biệt đối với trường hợp bệnh nhân siêu hấp thì khi vào thì chúng ta sẽ thấy biểu hiện với triệu chứng lâm sàng là bệnh nhân có dấu hiệu là thở nhanh mong, thở bụng và có dấu hiệu vã mồ hôi, tức là có dấu hiệu nó thiếu oxy não. Nguyên nhân chủ yếu là do nguyên nhân là liệt cơ hô hấp từng có gây ra tình trạng siêu hấp này. Thứ hai đó, một cái hội chứng là chấn thương choáng thần kinh thì biểu hiện trên lâm sàng bệnh nhân có dấu hiệu bệnh nhân mạch chậm, huyết áp tụt, là nó do cái điện hợp nguyên nhân là do khi sau chấn thương là tổn thương tủy thì nó sẽ gây ra gián đoạn cái trung tâm giao cảm cũng như là cái thường giao cảm sẽ gây ra tình trạng này. Và cái thương tổn người ta ghi nhận là cái thương tổn tủy ở vị trí càng cao càng tổn thương lại nhiều thì cái tình hình cái dấu chứng choáng thần kinh này sẽ càng nặng nề và để lại cái hậu quả kéo dài. Thứ ba nữa là cái tình trạng hội chứng choáng tủy, tức là biểu hiện những bệnh nhân có dấu hiệu nó liệt vận động, liệt mềm, đặc biệt là liệt mềm, liệt cơ hô hấp thì với cái biểu hiện là tình trạng bệnh nhân thở bụng, rối loạn liệt cơ bằng thì với biểu hiện tình trạng là bệnh nhân bí tiểu còn là bụng trướng do liệt ruột và bệnh nhân mất cảm giác hoàn toàn. Thứ triệu chứng nữa đó là tình trạng mất các phản xạ tủy, ví dụ như là phản xạ hành hang. Và người ta ghi nhận thấy rằng cái phản xạ hành năng này sẽ trở lại đầu tiên báo hiệu cái sự kết thúc của cái tình trạng choáng tủy, và người ta thấy rằng cái choáng tủy này có thể nó kéo dài từ vài tuần cho đến vài tháng. Và một trong những cái hội chứng sau cùng nặng nề hơn đó là hội chứng cái tình trạng là phân ly hình tủy và tủy cổ, là với biểu hiện tình trạng bệnh nhân trụy tim mạch và siêu hấp ngay tại hiện trường. Và nguyên nhân là do cái hầu hết là do cái chỗ vị trí thương tổn ở cột sống cổ cao, thường là do cái tình trạng trật cái chẩm đồi hay là cái trật C1 C2, và tỷ lệ tử vong rất là xảy ra rất sớm và xảy ra thường là xảy ra tại hiện trường. Về mặt chẩn đoán thì chúng ta cũng như những bệnh lý chấn thương nói chung thì chúng ta sẽ có ba cái phương tiện để chẩn đoán, đó là X quang ở tư thế thẳng nghiêng, và thứ hai nữa là CT và cái MRI.
Thì đây cái ba cái phương tiện là chúng ta quan tâm hai cái yếu tố chính, đó là tổn thương xương và dây chằng, và xem xét chúng ta sẽ đánh giá được cái tổn thương có đốt sống và cũng như dây chằng liên quan. Và yếu tố thứ hai là chúng ta cần quan tâm, đó là cái tổn thương về mặt thần kinh, tức là có thêm được các đặc biệt thêm ra chúng ta sẽ thấy được có dấu hiệu nó tổn thương tủy hoặc là dấu hiệu chèn ép rễ thần kinh. Về mặt điều trị thì cái xử lý các ba các năm cái hướng các bước chúng ta xử lý, đó là thứ nhất là chúng ta có những xử lý sơ cứu ban đầu, thứ hai là chúng ta sẽ đưa tiến hành đầu điều trị nội khoa, thứ ba nữa là chúng ta sẽ có một số cái kỹ thuật kéo nán cột sống cổ nếu như bệnh nhân có chỉ định, thứ tư nữa là chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật nếu như có chỉ định, và thứ năm mà một phần không kém đó là chúng ta phải tiến hành tập hồi chức năng cho người bệnh. Về cái xử lý ban đầu thì đầu tiên chúng ta khi tiếp nhận thì chúng ta phải bằng cách chúng ta phải bất động cột sống cổ và cái nẹp cổ, thứ hai là chúng ta phải đảm bảo cái hiện tượng cái tình trạng cho bệnh nhân là phải được thông khí, vì nếu như bệnh nhân bên trong không đảm bảo cái này thì có dấu hiệu là siêu hấp, đặc biệt những trường hợp bệnh nhân trống tủy nặng thì nó sẽ gây tình trạng hô hấp mà chúng ta phải đảm bảo oxy cho được. Trường hợp nếu như bệnh nhân có dấu hiệu siêu hấp thì chúng ta bằng mổ giã chúng ta phải khai khí quản hoặc là đặt nội khí quản hoặc là khai khí quản để hỗ trợ bằng máy, và thứ ba nữa là chúng ta phải chú ý đến cái việc duy trì huyết áp tâm thu và trên 90, thì mà nếu như chúng ta dưới 90 chúng ta phải xử lý bằng những cái thuốc adomin hoặc atromin để nâng huyết áp này lên cho được. Tiếp theo nữa đó là những trường hợp bệnh nhân chấn thương tủy nặng thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ không thể tự tiểu được rồi, thì chúng ta ngay tức là chúng ta phải đặt vấn đề chúng ta phải đặt thông tiểu để giảm bớt lực trong ổ bụng, đặt xong dạ dày khi có dấu hiệu nó chướng bụng, mục tiêu là chúng ta sẽ ngăn ngừa cái hiện tượng nôn ói hoặc là sẽ dễ gây hít sặc và đưa vào phổi. Đó là một trong những lý do mà nhân có một số trường hợp bệnh nhân sẽ nôn sặc vào trong phổi và đưa ra tử vong rất là lớn, rất là cao. Và tiếp theo nữa là hướng xử lý là đối với trường hợp bệnh nhân chúng ta phải đặt vấn đề là điều trị chống đông để phòng cái hiện tượng tăng mắt. Đây là một trong những dấu chứng mà bệnh nhân khi vào viện trong tình trạng tỉnh táo mà nhưng mà sau thời gian và một vài hai tiếng có thể bệnh nhân sẽ bị trụy tim mạch, ngưng thở, có thể là do nguyên nhân từ cái hít hít khói này, hít khói ở mạch phổi, và ngay lập tức chúng ta phải dùng cái methotrexate cho bệnh nhân có tổn thương trong 8 giờ đầu. Về cái hướng điều trị nội khoa thì đa phần chúng ta chỉ nói chung chúng ta điều trị kháng viêm, giảm đau và giảm đau thần kinh, chống trầm cảm. Đây là một trong những thực tế có những trường hợp bệnh nhân chấn thương cột sống cổ, liệt tứ chi và nhân vào vào trong tình trạng là tinh thần rất là hỗn loạn và trầm cảm, và chúng ta cũng hết sức chú ý cái chỗ này để giúp cho bệnh nhân vượt qua cái về mặt chống thần kinh này, và những cái thuốc khác ví dụ thuốc hỗ trợ thần kinh và giảm tiết dạ dày và bảo vệ cái niêm mạc nhà, là do bệnh nhân sau chấn thương bệnh nhân có một cái stress rất là dữ dội. Và trong thực tế thì khoa của ngoại kinh của bệnh nặng chúng ta của chúng em thì qua thực tế như thế, chúng em có xây dựng một phác đồ, cái sơ đồ xử lý ban đầu của trong cái chấn thương cột sống cổ nặng, ví dụ như vào trong tình trạng chấn thương thì chúng ta ngay lập tức chúng ta phải cố định bằng cái nẹp cổ, thứ hai là chúng ta đánh giá được cái tình trạng liệt của bệnh nhân và đánh giá cái chỉ số sinh tồn, ví dụ như nếu có dấu hiệu siêu hấp thì ngay lập tức chúng ta phải cho thở oxy, còn nếu nặng hơn nữa thì chúng ta phải đặt ống nội khí quản để đảm bảo là oxy thông suốt, và nếu không được nữa thì chúng ta phải khai khí quản. Còn nếu trường hợp có dấu hiệu nó mạch chậm, huyết áp tụt thì chúng ta phải dùng thuốc vận mạch để nâng huyết áp lên cho được. Và thứ ba nữa là nếu như có một dấu hiệu bí tiểu hoặc bùng trứng thì ngay lập tức chúng ta phải chủ động đặt xong tiểu và xong dạ dày để tránh những biến chứng do cái hiện tượng trướng bụng. Và nếu như bệnh nhân có dấu hiệu nó liệt hoàn toàn thì ngay lập tức chúng ta sẽ đưa bệnh nhân vào viện chăm sóc tối mụn. Về vấn đề là kỹ thuật kéo nán thì ngay đối với những trường hợp chúng ta chỉ định, đối với trường hợp bệnh nhân có trường hợp có dấu hiệu nó gãy trật đốt sống cổ, mục tiêu là chúng ta sẽ nắn được cái đốt sống cổ được về sớm và tránh là làm bất động đốt sống cổ. Và tuy nhiên có một số trường hợp chúng ta cần phải biết để mà chống chỉ định, đặc biệt đối với những trường hợp bệnh nhân gãy trật chậm đổi, chúng ta sẽ rất là cẩn thận, hoặc là gãy cái hàm anh cũng như bệnh nhân có dấu hiệu nó khuyết sọ, và ở những trẻ em nhỏ chúng ta phải cẩn thận ở những trường hợp này khi mà đặt vấn đề kéo cột sống cổ. Về mặt điều trị phẫu thuật thì em cũng xin nói chung thôi, cho không thể mà nói từng trường hợp một được, vì cái chỉ định của trong chấn thương cột sống cổ là nó chỉ định tùy vị trí, tùy cái đối với cột sống cổ cao thì chúng ta chỉ định chuyển khác, và cột sống cổ thấp thì chúng ta có những chỉ định chuyên biệt. Nói chung là chúng ta có một chỉ định nếu như có hiệu nó phẫu thuật, nếu như bệnh nhân có những dấu hiệu chèn ép thần kinh và gây ra cái biến chứng thần kinh rõ ràng, rối loạn vận động hoặc cảm giác,
rối loạn cảm giác thì chúng ta sẽ có chỉ định can thiệp, và đặc biệt là nếu có dấu hiệu mất vững cuộc sống thì chúng ta đặt ra vấn đề phẫu thuật để mình cố định cuộc sống, nắm và cố định với mục tiêu, về mặt mục tiêu của mục đích của cái việc phẫu thuật là chúng ta làm sao chúng ta đạt được một cái nói chung đó là phải nắn chặt cho được nếu như bệnh nhân có trượt cuộc đất sống, và thứ hai là giải ép, thứ ba là giải ép tủy và rễ thần kinh, và thứ ba là đặt vấn đề mình cố định vững chắc của sống cổ và hàng xương tại nơi gãy. Phẫu thuật thì nó giúp cho bệnh nhân nó phục hồi thần kinh vận động sớm hơn. Về đây là một trong những cái yếu tố mà rất là bàn cãi về cái thời điểm phẫu thuật, như chúng ta có nên phẫu thuật sớm cấp cứu không, thì đa phần thì chúng ta, đa số các tác giả người ta cũng đồng nghĩ ra về mặt nguyên tắc là chúng ta sau khi bệnh nhân chấn thương có dấu hiệu tràn ép tủy thì chúng ta phải đặt vấn đề là phẫu thuật giải ép càng sớm càng tốt. Đặc biệt đối với những trường hợp bệnh nhân có dấu hiệu chặt đốt sống thì chúng ta cũng không nên vội vàng là phẫu thuật cấp cứu liền, mà chúng ta cũng nên có đặt ra vấn đề là kéo nắng lại trước, rồi sau đó chúng ta sẽ chỉ định phẫu thuật sau thì nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên có một số trường hợp bệnh nhân chúng ta phải cẩn thận về bao nhiêu trường hợp mà chúng ta đặt vấn đề phẫu thuật cấp cứu, chúng ta không nên. Đối với những trường hợp bệnh nhân có dấu hiệu nó siêu hấp, có dấu hiệu chóng thần kinh, bệnh nhân có dấu hiệu nó trị mạch, tụt huyết áp thì chúng ta không nên can thiệp phẫu thuật tại thời điểm này. Hoặc là nhân có những cái triệu chứng bệnh nhân có những bệnh lý về nội khoa không ổn định thì chúng ta phải cân nhắc. Thì thông qua đây em cũng xin giới thiệu hai trường hợp. Một trường hợp là đã được phẫu thuật và một trường hợp là điều trị nội khoa. Trường hợp thứ nhất đây là một trường hợp bệnh nhân bị người Hàn Quốc 40 tuổi là đi vào vừa qua Đà Nẵng chơi ở bên thì không ai bị tai nạn ở hồ bơi. Thì sau tai nạn thì đội cứu hộ đã ngay lập tức tới hiện trường. Sơ cứu ban đầu là đầu tiên là sẽ cho cố định bằng cái đệm cổ và ở ngay tại hiện trường luôn vào cái ngày là 23 tháng 2, và sau đó bệnh nhân được chuyển tới bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng với cái lâm sàng là bệnh nhân có hiện nó tỉnh táo và ban đau vùng cổ, bí tiểu và dấu hiệu đặc biệt là liệt tứ chi. Sức cơ nửa bên trái là cũng không tin năng. Thời điểm bên phải là trong ngày đầu trong khi tiếp nhận là bên phải là 1/5 cảm giác thì còn. Sau đó bệnh nhân được đánh giá khảo sát được cái CT với cái có tình trạng thấy dấu hiệu nó tình trạng là vỡ cái thân sống sinh năng. Tiếp theo thì bệnh nhân được kiểm tra là chụp MRI thì thấy có dấu hiệu nó hẹp cống sống cổ ở từ C4 tới C6 tới C7 và có đặc biệt là ở vị trí phía sau nó có dấu hiệu nó có khó như chân vào sau. Lúc đó thì sau khi mình thấy được cái phim này thì em sẽ quay ngược lại hỏi cái lâm sàng bệnh nhân là lúc cái thời điểm tai nạn ở thời điểm khi ở bên Hàn Quốc thì bệnh nhân có dấu hiệu đã có dấu hiệu thấu hoang sống cổ rồi, đã có dấu hiệu tê hai tay rồi, trước đó đã có rồi chứ không phải là sau khi tai nạn mới có. Đó, đây vì trên cái hình ảnh này em ra có những cái tổn thương tổn cả mới cả cũ, tức là trước đó còn bệnh nhân là có nó hẹp sống do quá trình tối hóa. Thì trên em ra thì vừa cái hẹp CT thì em lúc đó sẽ chẩn đoán một tình trạng là chấn thương cột sống cổ vỡ thân đốt sống sinh năng và có gì nó thoát vị đĩa đệm C6 C7, và sau 2 ngày thì bệnh nhân được phẫu thuật giải ép lúc trước với cắt thân sinh năng và đồng thời cắt cái đĩa đệm C6 C7 và đồng thời hàng xương liên thông đốc bằng bằng một cái khay thay thế cái thân đốc sống là sinh năng và một cái đĩa đệm ở chỗ C6 C7 và đồng thời cố định bằng cái đệm từ C4 tới C7 ở lúc trước. Đây là hình ảnh của bệnh nhân sau một ngày, bệnh nhân người Hàn Quốc và bệnh nhân mà sau đó đã được quay phim chuyển về cho gia đình ở Hàn Quốc để gia đình này cũng đăng. Hình ảnh này thì bệnh nhân cung cấp cho bệnh viện cho bác sĩ Lâm để làm cái hình ảnh bên họ cũng đã xin phép bệnh nhân. Tiếp theo sau 3 ngày thì bệnh nhân là vì cái lý do là bệnh nhân muốn điều trị ở cái nơi quốc tế có phòng ốc riêng nên bệnh nhân được xin chuyển qua bệnh viện VMed Đà Nẵng vào ngày thứ ba. Lúc đó tại bệnh viện VMed có bác sĩ Bảo anh đang điều trị bên đó và anh nhận về tiếp tục cái công tác chăm sóc điều dưỡng chăm sóc cho bệnh nhân này. Và sau 3 ngày bệnh nhân có thể ngồi lên vận động được ở tay chân và đặc biệt là bệnh nhân đã có cái sự cải thiện rất là ngoạn mục sau 2 tuần. Xin lỗi ạ, hình ảnh này nó không chạy. Tại xin lỗi thế ạ.
Dạ, sau 2 tuần bệnh nhân đã chuyển về ở tại Hàn Quốc, và bệnh nhân tiếp tục tập được kỹ năng, và bệnh nhân mà có dấu hiệu là bệnh phục hồi và cũng mời sự mong đợi. Tại vì trước mổ là bệnh nhân liệt hầu như là sức cơ còn 1/5 thôi. Trường hợp thứ hai em cũng xin đưa ra cái giới thiệu, đó trường hợp bệnh nhân nam 39 tuổi, cũng người ở Quảng Nam, vào viện vì cái tai nạn giao thông vào ngày 18 tháng 4, tức là cách này cũng gần 1 tháng, trong tình trạng bệnh nhân xin lỗi em chạy bệnh nhân liệt tứ chi, nhưng mà cho em xem bệnh nhân tâm là liệt tứ chi mí tiểu, trong khi mình ngày đầu tiên cho tiếp nhận thì bệnh nhân sức cơ là tứ chi là 0/5 thôi, tuy nhiên sau 3 tuần gần 3 tuần của bệnh nhân có nhiều những cải thiện rất ít ở vùng tay, đặc biệt là phía bên phải là cái tuổi đầu tiên nhìn hai chân mình thành đồng nghiệp và mất cảm giác bạn tứ chi không được nè, cho bệnh viện tìm mình nào yếu hơn bệnh nhân là hầu như là thở bụng này tiếp thay bình thường thì thế cái cơ liệt cơ bắp này tiến mạnh ra thế nào có không được bệnh nhân được khảo sát cái CT và cái MRI thì cho thấy có hình xương, trên hình ảnh thì cái thân sống nó sống thì không có dấu hiệu tổn thương, tuy nhiên trên cái hình ảnh của vùng tủy ở trên MRI thì có dấu hiệu nó tổn thương nó dập tủy. Đây là trong những lý do bệnh nhân gây ra tình trạng liệt tứ chi, và bệnh nhân đã được điều trị nội khoa với chống phù tủy và tập hồi chức năng ở bệnh viện Đà Nẵng, thì chúng em cũng không có phẫu thuật những đối với trường hợp này, tuy nhiên cũng sẽ qua đây cũng xin ý kiến của các ban chuyên gia, thì đối với những trường hợp bệnh nhân có chấn thương mà dập tủy đơn thuần như thế này thì chúng ta có chỉ định phẫu thuật giải ép hay không. Cái hiện tại bệnh viện Đà Nẵng cũng là này, những trường hợp bệnh nhân cũng đưa ra cái quan điểm là điều trị chống phù tủy bằng thuốc, và thứ hai là tập, và thứ hai là đặt vấn đề ghép tế bào gốc cho những bệnh nhân này hay không. Thì đây là một trong những cái hai cái câu hỏi mà cũng xin chia sẻ với chỗ ban điều hành. Về kết luận thì đây là một trường hợp chấn thương cột sống cổ nặng, thì nó có những giờ khi mà có dấu hiệu nó tổn thương liệt tủy thì nó sẽ có đây một tiên lượng rất là xấu và nguy cơ tử vong rất là cao, và cần có thái độ xử lý cấp cứu kịp thời để phòng tránh những các biến chứng thứ phát do cái hiện tượng liệt gây ra. Và thứ ba nữa là phải vấn đề chọn lựa thời điểm can thiệp phẫu thuật làm sao để đảm bảo được an toàn càng sớm càng tốt, mà nhằm giúp bệnh nhân có cơ hội phục hồi thần kinh ngày càng tốt. Và cuối cùng đó là vai trò của tế bào gốc trong việc phục hồi thần kinh chấn thương thì sống như thế nào. Thì hiện tại bệnh viện Đà Nẵng vừa rồi cũng đã áp dụng thử nghiệm 30 trường hợp bệnh nhân chấn thương tủy cổ nặng đối với những bệnh nhân liệt còn cần tứ chi ở mức độ là ACA A và B, và đã nghiệm thu ở bước cấp ở Bộ Y tế. Và trong cái hội đồng của chúng ta này có thầy Bảo Tiến và trong những cái hội đồng để hỗ trợ giúp cho nhiều cho bệnh viện Đà Nẵng trong việc hoàn thiện về cái công trình nghiên cứu, và em xin hết nha và xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn bác sĩ Lâm.